chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiền Family. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách làm mì trứng rau củ tươi cho các bé ăn dặm từ 7 tháng trở lên và cả người lớn nữa. Đối với các bé ăn dặm thì các bé phải ăn thô tốt nha cả nhà, thì có thể dùng được ạ. Và món mì trứng rau củ tươi này nó rất là ngon, và đặc biệt là nó rất là đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bé và không có chất bảo quản, rất là đảm bảo sức khỏe cho bé và cả nhà luôn. Và mình sẽ chia sẻ cách làm sao để cho nó ngon và không có tâm nha cả nhà. Để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình nhé. Nguyên liệu thì mình chuẩn bị 200g bột mì, rau thì mình chuẩn bị 9g rau, và ở đây thì mình sử dụng rau chùm ngay. Các bạn có thể sử dụng những cái loại rau mà mình thích, và một cái trứng gà ta. Nếu như mà bạn nào ăn chay thì có thể sử dụng gà công nghiệp, và 15ml dầu ăn, 1g muối. Bé dưới 1 tuổi thì mình bỏ qua muối và không có lấy lòng trắng trứng gà nha cả nhà. Còn trên 1 tuổi thì mình sử dụng được hết ạ. Sau đó mình lấy rau và bỏ vào 35ml nước lọc và xay thật là nhuyễn. Mình trộn muối vào bột mì, sau đó mình rây qua để cho nó đều. Trong kênh Thiện Family của mình cũng còn rất là nhiều món bánh ăn dặm, món bánh, món ăn vặt hay những món ăn ngon khác nữa. Cả nhà vào xem để làm thay đổi món cho đỡ ngán nhé. Và sau khi rây xong rồi thì mình cho dầu ăn vào, và mình cho trứng vào. Sau đó mình trộn cho nó đều. Các bạn nhớ nhé, dưới 1 tuổi là mình không có dùng muối và lòng trắng trứng gà nha cả nhà. Và bé dưới 1 tuổi thì mình có thể sử dụng là bột mì hữu cơ. Sau đó mình cho nước rau xay nhuyễn vào. Và nước rau thì mình sử dụng được, mình lấy 40ml. Mình cho từ từ thôi nha cả nhà, vào một chút xíu thôi, để cho nó trộn cho nó đều, sợ nó nhão. Và sau đó mình nhào bột. Mình nhào từ 15 đến 20 phút cho nó đều bột và nó tạo thành một cái khối. Sau đó mình sẽ sử dụng cái màng bọc thực phẩm và mình bọc lại. Mình ủ trong vòng tầm 1 tiếng, nửa tiếng đến 1 tiếng là được nha cả nhà. Nếu mà thấy hay thì cả nhà nhớ like và ấn đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái món ăn ngon miễn phí mỗi ngày của mình nha cả nhà. Sau khi mà ủ xong thì mình cho một ít bột áo. Bột áo này mình có thể sử dụng bột mì hoặc là bột bắp cũng được ạ. Để sau đó nhồi lại thêm 5 đến 7 phút nữa và cắt ra. Sau đó cán mỏng bột. Mình sử dụng bột áo này để mục đích là để khi mà mình phát mì ra nó không bị dính nhau cả nhà. Và sau đó mình cắt từng miếng nhỏ như thế này để mà cán. Nếu như mà bạn nào mà không có cái cán bột á, thì mình có thể sử dụng những cái chai thủy tinh này hoặc là cái ly để mà mình cán cũng được. Và ngày nào mình cũng nấu món mới hết á, cho nên là cả nhà nhớ đăng ký kênh và bấm cái chuông ở phía bên tay phải á, để nhận được thông báo những món ăn ngon mỗi ngày của mình nhé. Và mình cán thật là mỏng ra. Mình có thể là cắt theo tùy ý, ví dụ như là người lớn thì mình có thể cán vừa hơi dài dài một chút rồi cắt vuông vuông ăn sẽ ngon. Còn nếu mà bé mà càng nhỏ thì mình cán thật là mỏng, sau đó cắt nhuyễn ra. Mình có thể là thái sợi nhỏ này, xay vừa hoặc là xay to, tùy theo ý thích của mỗi người nhé. Mình cán dài ra, sau đó mình xếp lại như thế này, mình cắt cho nó nhanh nè. Mình cắt như vậy nhưng mà bột nó cũng không hề dính nhau nha cả nhà. Tại vì khi mà mình lăn bột á thì mình đã nhào qua cái lớp bột áo rồi á, cho nên là nó không hề bị dính nhau nha.
nhìn rất là hấp dẫn cả nhà. Mà nếu như mà bé nào mà lười ăn rau nè, thì mình có thể làm như vậy là sau đó mình hầm nước, mình nấu với xương nè, xương heo hoặc thịt bò hoặc tôm gì cũng ngon hết á, hoặc cá lóc cũng ngon nữa. Mà trong này có rau rồi, mình không cần thực sự dùng thêm rau nữa cũng được luôn á. Và cả nhà có thể là sử dụng những cái loại củ mà mình thích cũng được, như là củ dền hay là những cái củ khác mà cả nhà có thể xay ra và làm theo như công thức này ạ. Và mình có thể sắc theo kiểu này cũng được, mình xếp tầng những cái miếng mì và thái dài ra như vậy cũng được, hoặc là cuộn tròn lại và cắt, mình cắt kiểu nào cũng được nha cả nhà. Cả nhà thấy cuộn tròn vậy nhưng mà mình dỡ ra không hề dính nha. Và các mà bé nhỏ mà ăn dặm á, thì mình cán thật là mỏng, sau đó mình cắt nhỏ như thế này nè cả nhà. Mình cắt nhỏ như thế này để cho bé mình ăn á, cho nên mình... Và sau khi mà đã thái xong rồi thì mình có thể nấu hầm nước lèo, sau rồi mình thả vào khoảng 10-15 phút là nó chín nè. Là chín là có thể đem ra ăn rồi các cả nhà. Nếu như mà mình ăn không hết thì mình có thể bọc màng thực phẩm lại và để vào tủ lạnh, có thể sử dụng được 4-5 ngày á cả nhà. Ở trong kênh Thiền Family của mình cũng có một clip mình làm, mình nấu về món bánh canh gạo sắc á, cũng ngon, cả nhà vào xem để làm ăn nhé. Bé nhà mình rất là thích ăn món này, mỗi lần mà làm món này như vậy nè, sau đó mình nấu với tôm hoặc là mình nấu với xương là bé rất là thích ăn. Rất nhuyễn nhuyễn như vậy á, bé thì mình nấu hơi lâu một chút, bé mình nấu khoảng 20-25 phút á, cho nó mềm á, là nó mềm lắm. Còn đây các bạn thấy mình cắt 3 size này, size thật là nhuyễn, size nhỏ vừa vừa và size lớn, nhìn rất là hấp dẫn và ngon đúng không ạ? Và cảm ơn cả nhà đã theo dõi, và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Chúc cả nhà thành công và đừng quên đăng ký kênh Thiền Family của mình nha cả nhà.